Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học tiếp theo trong series các khóa học mà Mobifone có trao đổi với tôi và có cộng tác cùng với tôi với tư cách là người giảng dạy, người thuyết trình và làm các cái video trực tuyến cho các anh chị và các bạn là đối tác, là khách hàng và là cộng tác viên của Mobifone. Và series video này thì chúng ta sẽ nói về cái chủ đề là kỹ năng viết và kỹ năng làm content để phục vụ bán hàng. Thế thì người Việt mình khi sử dụng ngôn từ thường cho một vài cái từ tiếng Anh vào thì tôi cũng sẽ cố gắng là cho ít nhất có thể. Đấy, thì cái phần này nó chính là cái phần mà content creator hay là content creation trong tiếng Anh, tức là sáng tạo nội dung, sáng tạo nội dung. Thì cụ thể thì tôi sẽ nói là kỹ năng viết và làm nội dung phục vụ cho hoạt động bán hàng. Làm sao để thu hút được người đọc? Làm sao để tăng được chuyển đổi thành khách hàng? Đúng không ạ? Và cái phần này thì nó cũng khá là rộng, đúng không ạ? Bởi vì nội dung nó rất là rộng. Nội dung thì chúng ta sẽ gồm những cái gì? Thì chúng ta sẽ được học trong cái bộ video, cái khóa học về kỹ năng viết và làm nội dung phục vụ cho hoạt động bán hàng của các cái đại lý, các đối tác và những cái cộng tác viên của Mobifone cũng như là các cái đơn vị khác. Chúng ta có thể xem cái video này. Vâng, tên tôi là Phan Anh, là giảng viên đại học, 14 năm kinh nghiệm tính đến thời điểm này và là một chuyên gia về digital marketing cũng như là kinh doanh online. Và tôi cũng đã xuất bản rất nhiều các cuốn sách về kinh doanh online, về Facebook, về content, về trải nghiệm khách hàng. Thì tôi cũng xin phép được hướng dẫn trình bày một số những kinh nghiệm, một số những cái, kỹ năng và một số những cái khái niệm nho nhỏ để giúp các anh chị và các bạn hình dung ra là làm content marketing là gì. Ngoài cái series video này ra thì tôi cũng sẽ gửi tặng cho các bạn một cái series video về content marketing khác tôi đã làm. Đó, tôi sẽ gửi tặng cho các bạn để các bạn xem thêm, được chưa ạ? Vâng, và bài học đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen với một số những cái khái niệm và định dạng của content marketing. Thế thì đầu tiên ấy, để chúng ta sẽ thấy rằng là nội dung của cái khóa học này gồm những cái phần như thế nào. Ví dụ như là content marketing là gì, content marketing là gồm những định dạng như thế nào, các cái kênh phát triển để phân phối nội dung vân vân, các cái loại nội dung để bán hàng gồm những loại nội dung gì, kỹ năng viết bài trên Facebook cá nhân, trên fanpage hoặc trên Zalo, đấy là những cái nền tảng chính, hoặc là sản xuất video cho TikTok. Nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có nghệ thuật, phải có kỹ năng về phần mềm, có ý tưởng rất là nhiều đấy. Rồi kỹ năng viết bài quảng cáo, rồi kỹ năng viết bài quảng cáo theo xu hướng, đúng không, bắt trend như thế nào, đúng không, rồi thì các cái việc mà sử dụng hình ảnh ở video để tăng tương tác vân vân. Thì đấy là nội dung chính của cái series video khóa học này. Và series có nghĩa là một loạt, đúng không? Video thì chúng ta biết là video rồi. Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen với nhau và chúng ta thống nhất với nhau là content marketing là gì, được chưa ạ? Và thế thì content marketing ở đây chúng ta thấy có hai từ tiếng Anh là từ content và từ marketing. Content có nghĩa là nội dung nhá. Marketing thì có nghĩa là chúng ta dịch sử dụng nguyên từ là marketing, giống như là chúng ta sử dụng từ mượn. Thế thì content marketing có nghĩa là làm marketing bằng nội dung và phát triển nội dung, thông qua nội dung để thu hút khách hàng, để gia tăng cái nhận biết thương hiệu, giá trị cho khách hàng vân vân. Tùy thuộc vào mục đích của chúng ta là gì thì chúng ta sẽ có hai cái mục đích chính. Đấy là để làm thương hiệu. Làm thương hiệu tức là để cho nhiều người biết đến chúng ta, đúng không? Nhiều người biết đến chúng ta. Thế thì bây giờ thế nào gọi là nhiều người biết đến? Ví dụ như là kênh YouTube, bây giờ chúng ta có hàng triệu lượt xem cho một video thì có nghĩa là nhiều người biết đến. Kênh TikTok chúng ta cũng có hàng triệu lượt xem cho một số cái video, hoặc là các cái video chúng ta đăng lên kênh của chúng ta, chúng ta có hàng trăm nghìn lượt theo dõi thì rõ ràng là người ta phải biết chúng ta chứ, đúng không? Ok, thì gọi là xây dựng thương hiệu, rồi thì phát triển thương hiệu, rồi củng cố lòng tin và đặc tính của thương hiệu đối với nhãn hàng hoặc là đối với người bán. Người bán giống như thầy Phát Anh là một người đào tạo, được là một người bán thì có uy tín trong lĩnh vực đào tạo,
đúng không? Thế thì người ta sẽ tìm thầy Phan Anh để người ta mua hàng của thầy Phan Anh đó. Thế còn các bạn là người ta có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh về lĩnh vực viễn thông và các cái dịch vụ giá trị gia tăng của viễn thông, và người ta sẽ tìm các anh chị để người ta mua các cái sản phẩm mà các anh chị đang bán, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ thấy là content marketing đó chính là chúng ta làm marketing bằng nội dung số, và trên cái nền tảng internet, nền tảng mạng xã hội ở đây thì hầu như là chúng ta sẽ gọi nó là marketing nội dung số, được chưa? Bởi vì chúng ta đăng bài trên Facebook, đăng bài trên website, đăng bài trên Zalo, trên TikTok, trên YouTube thì hầu như là sẽ là để xem ở trên mạng, xem bằng các cái thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng. Chứ chúng ta không in sách, chúng ta không tạo flyer, chúng ta không tạo catalog để in ấn nhiều. Đó, mặc dù những cái nội dung đấy cũng là để phục vụ cho cái việc đó, được chưa ạ? Vâng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy rằng là marketing bằng nội dung là cái phương pháp marketing mà tập trung vào cái việc là tạo ra nội dung và phân phối nội dung có giá trị và phù hợp cũng như là nhất quán với định vị thương hiệu của doanh nghiệp, của người bán, đúng không ạ, của nhãn hàng, của sản phẩm dịch vụ đó nhá. Thế thì nó có các cái vế này, vế thứ nhất là vế tạo nội dung, vế thứ hai là vế phân phối nội dung, đúng không ạ? Thế chúng ta tạo ra mà chúng ta không đưa lên mạng thì người ta không xem được, mà chúng ta tạo ra rồi chúng ta đưa lên mạng mà người ta không tìm thấy hoặc nó không hay, không hấp dẫn, người ta không xem, không đọc thì cũng không có tác dụng gì. Đấy, đúng không? Tạo ra để người ta đọc, tạo ra để người ta xem, người ta chia sẻ, người ta lan truyền và người ta yêu thích. Nhớ là chúng ta làm nội dung để người ta yêu thích, để người ta mua hàng, để người ta tin tưởng, củng cố lòng tin nha. Chứ còn nếu mà chúng ta tạo nội dung để cho họ thêm ghét chúng ta, cảm thấy là chúng ta rất là vớ vẩn, thì chúng ta sẽ định vị sai cái thương hiệu của người bán cũng như là thương hiệu của doanh nghiệp đó. Và content marketing, content để bán hàng thì cũng thúc đẩy cái hành động mua hàng, thúc đẩy cái khả năng chuyển đổi từ một cái người là không có nhu cầu trở thành có nhu cầu, từ một người có nhu cầu trở thành một người là có nhu cầu mua hàng ngay lập tức, và từ một người là khách hàng lần đầu thì trở thành khách hàng trung thành đó. Vậy thì content marketing chính là cái quá trình chúng ta làm marketing bằng nội dung và trên nền tảng internet gọi là marketing nội dung số. Ok, chúng ta thống nhất với nhau một cái khái niệm như vậy, được chưa? Phần tiếp theo đó là tôi muốn nói nhanh, nói đơn giản dễ hiểu, đấy là content marketing thì gồm những định dạng nào. Đấy, nó có định dạng thì trên thị trường, trên internet, trên máy tính hiện nay có rất nhiều các định dạng, có rất nhiều các định dạng khác nhau. Đấy. Từ nhưng mà tôi sẽ tổng hợp lại thành 5 định dạng chính mà nó sẽ có tính chất phổ quát. Thứ nhất là các định dạng có thể đọc. Các định dạng có thể đọc. Được chưa ạ? Thí dụ như thế nào gọi là các định dạng có thể đọc? Thì ở đây ví dụ như là gồm bài viết, đăng bài post đúng không ạ? Gồm sách, đúng không ạ? Gồm tài liệu, đúng không ạ? File Excel, file PowerPoint đều là dùng để đọc hết, đúng không ạ? Rồi thì file hướng dẫn, file Word hướng dẫn, đúng không ạ? Rồi thì một cái sơ đồ tư duy cũng đều là các định dạng có thể đọc. Rồi thì bài viết, rồi thì những cái bài văn, bài thơ, rồi thì những câu chuyện đều là các định dạng có thể đọc. Rồi e-books, sách điện tử cũng là các định dạng có thể đọc, đúng không ạ? Rồi brochure, rồi thì catalog đều là những định dạng có thể đọc. Đó. Tất cả những cái phần như vậy là chúng ta gọi là các định dạng có thể đọc. Mục đích là để đọc và nghiên cứu, tìm ra nội dung, tìm ra giá trị, tìm ra cái thông điệp, thông tin của chúng ta. Rồi, đến cái định dạng thứ hai đó là các định dạng có thể nghe. Đấy, các định dạng có thể nghe. Ví dụ như là podcast. Podcast này là tôi cũng không dịch nó là gì bởi vì chúng ta sử dụng từ tiếng Anh nguyên nguyên nghĩa, thì chúng ta có thể hiểu đó là phát audio trực tuyến hay là phát cái nội dung có dạng là âm thanh bài nói trực tuyến, thì tiếng Anh nó gọi là podcast. Còn cái từ audio tức là cái file âm thanh, cái file âm thanh nhá. Âm nhạc đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta nghe một bản nhạc thì đấy được gọi là các định dạng có thể nghe. Chúng ta có thể nghe radio trên
ô tô, khi mà chúng ta ngồi lái xe hơi đúng không ạ? Chúng ta có thể nghe radio trên điện thoại, bởi vì bây giờ nó có những cái app mình có thể nghe điện thoại, radio trên điện thoại được. Đó. Thế rồi thì các cái file âm nhạc đấy, rồi các bài hát như chúng ta đã thấy đúng không ạ? Podcast, rồi thì chúng ta cũng có thể là ra những các loại sách nói, đó, hay là những cái câu chuyện là chúng ta sẽ nói, chúng ta kể chuyện bằng dạng âm thanh, thì ở đây chính là các cái định dạng có thể nghe. Các bạn có thể tạo ra cho mình một kênh podcast, một kênh radio, ví dụ như là Phan Anh Radio, chúng ta có thể nói để cho mọi người nghe, chúng ta có thể kể chuyện ma, chúng ta có thể kể chuyện cười, chúng ta có thể kể chuyện hài. Thì các cái dịch vụ của đài phát thanh như là VOV đúng không, như là Zone FM đúng không, như là Zing MP3 đúng không, các ứng dụng như vậy có một cái lượt nghe, cái lượt người sử dụng rất là lớn, bởi vì đó là nhu cầu đúng không ạ, họ tiếp nhận thông tin thông qua phương thức nghe, hay thậm chí là loa phát thanh của phường, loa phát thanh của xã, đó cũng chính là cái cách. Đấy. Hoặc là ở ngoài đường, ngoài phố chúng ta thấy là họ có những cái loa công suất lớn đúng không, họ đi qua họ cứ cứ nói là giảm giá rồi khuyến mại rồi quà tặng rồi hấp dẫn rồi duy nhất ngày hôm nay, đó gọi là các định dạng có thể nghe. Đấy. Và nội dung thứ ba là các định dạng có thể xem. Vâng, các định dạng có thể xem ở đây là bao gồm là hình ảnh. Hình ảnh thì có rất nhiều loại, ảnh chụp, ảnh đồ họa đúng không ạ, ảnh dạng infographic, lại gọi là những cái ảnh đồ họa có thông tin minh họa. Thế rồi thì những cái hình ảnh dạng là chúng ta sáng tạo ra, chúng ta cắt ghép, chúng ta chỉnh sửa. Đấy. Thì cơ bản nó có những cái định dạng như vậy, nó gọi định dạng ảnh có thể xem, bao gồm là các cái đuôi như là JPEG hay JPG hay là PNG, hay là rất nhiều những cái loại định dạng mà trên các cái phần mềm họ tạo ra, hay là các cái phần mềm đồ họa 3D, ảnh 2D, đúng không? Ok, thì các cái định dạng có thể xem, các định dạng có thể là hình ảnh, các định dạng có thể là video. Trong video thì lại có thể là gồm có là video 3D, video 2D, video hoạt hình, video emotion, rồi thì stop motion, rất nhiều những cái định dạng. Thí dụ như là bây giờ cái video các bạn đang xem như thế này cũng được coi là một cái định dạng có thể xem, là video dạng bài giảng kết hợp với slide, quay màn hình giảng viên nói, tức là nghe, nhìn, thao tác đều có. Rồi thì các bạn có thể sản xuất phim, phim hoạt hình, các bạn có thể sản xuất TVC, các bạn có thể livestream, các bạn có thể quay những cái video dạng các case study về khách hàng, dạng chia sẻ tình huống nghiên cứu, dạng trải nghiệm khách hàng, dạng vlog, rồi nhiều lắm, nói chung là rất là đa dạng đúng không? Và cuối cùng đấy là các cái định dạng có thể chơi, có thể tương tác, ví dụ như là game. Game là điển hình của cái loại mà tôi muốn nói đến, là các cái loại nội dung mà có thể chơi, các định dạng có thể chơi và tương tác được, ví dụ như là game trên máy tính, game trên điện thoại. Đấy. Thì trong từng cái định dạng như này thì nó có rất nhiều những cái dạng định dạng con, rồi những cái phiên bản, rồi những cái mô thức của nó. Thì ở đây thì tôi muốn đưa cho các bạn một cái khái niệm, đưa cho các bạn một cái nhìn nó mang tính chất tổng quát. Rất nhiều các cuốn sách về content marketing thì chỉ tập trung vào kỹ năng viết. Thì thực ra và nói rằng đấy là content marketing thì tôi khẳng định với mọi người đấy là không đúng nhá. Nếu mà tên sách là content marketing thì nó phải gồm cả 5 cái loại hình định dạng này. Đấy, nó là định dạng có thể đọc. Và trong định dạng có thể đọc thì kỹ năng viết chỉ là một phần để bổ sung. Đấy, có những người người ta làm thơ, có người người ta phổ nhạc, có người ta viết truyện ngắn đúng không ạ, có người người ta viết phân tích kinh tế, có người người ta viết sách, có người người ta viết truyện, đều là các định dạng có thể đọc. Đấy. Chứ không phải là chỉ viết mấy cái mẫu quảng cáo mà ta gọi nó là content marketing, không phải. Đó là writing,
kỹ năng viết, hoặc là đó là các cái phần mà liên quan đến một số cái phần mà liên quan đến một số là sản xuất những nội dung dạng text, tức là dạng ngôn ngữ, dạng có thể đọc nhá. Thế còn audio, bạn có thể đọc rap, tại như tôi đã nói, bạn có thể phát triển kênh podcast hoặc là phát triển một cái ứng dụng radio, hoặc là bạn có thể gửi tin nhắn thoại. Bây giờ tôi đi làm mà tôi rất là hay gửi tin nhắn thoại, ví dụ nhân viên báo là thầy ơi sếp ơi như thế này, tôi đọc rồi ok tôi giữ nút tin nhắn, tôi gửi tin nhắn thoại qua Facebook hoặc là qua Zalo hoặc là qua WhatsApp hoặc là qua Viber hoặc là qua Telegram, hầu như đều có cái gửi tin nhắn thoại. Đấy. Thế còn về định dạng xem thì có thể video và hình ảnh, nhưng mà phân nhỏ ra video có 2D, 3D hoạt hình, các công nghệ khác nhau. Đấy. Hoặc là các bộ phim bom tấn, đúng không? Các bạn nhìn thấy một bộ phim của Hollywood doanh số có thể lên tới cả 1 tỷ đô và hàng triệu lượt xem. Đấy, đó là những nội dung cực kỳ hấp dẫn. Và chúng ta có thể đầu tư để phát triển những nội dung như vậy, TVC quảng cáo, rồi như các cái kênh YouTube, rồi vlog của YouTube, rồi TikTok, đúng không ạ? Các cái kiểu nội dung nó phát triển. Và tôi thấy có những cái video của TikTok 3, 4, 5 triệu view, 10 triệu view, nó chỉ diễn ra trong vòng 60 giây và nó chỉ giải quyết một cái nội dung rất là nhỏ, thậm chí có phần rất là bullshit, nhảm nhí. Thế nhưng mà view nó rất là cao. Thế trong khi đó chúng ta làm những cái nội dung chuyên môn sâu, hay là những cái nội dung mà mang tính tức giảng dạy như thế này thì có khi lượt view lại không cao, bởi vì cái nhu cầu về cái kiểu nội dung này nó thấp, đúng không? Người ta muốn là xem hài hước, vui vẻ, giải trí, hoặc là cướp hiếp giết, đánh đánh ghen ngoại tình, view nó rất là cao. Đó, cái lượt xem rất là cao, đúng không? Lượt đọc, lượt chia sẻ rất là cao, scandal, các cái xì căng đan là rất là thích. Ok, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là về định dạng content marketing nó đã có đến các cái định dạng rất là khác nhau rồi, 5 cái định dạng chính mang tính chất tổng quát nhá. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là nó cái định dạng có thể đọc là cái định dạng rất là quan trọng và nó là một cái phần không thể thiếu nhá, gần như là quan trọng nhất, không thể thiếu trong bất kỳ cái việc mà chúng ta làm nội dung để bán hàng, làm nội dung để quảng cáo, làm nội dung để thuyết phục khách hàng. Có thể nó chỉ là một câu thôi, một câu thôi, ví dụ slogan, tagline. Đấy. Thí dụ như Mobifone, đúng không? Trước đây chứ không phải bây giờ bỏ rồi. Trước đây ví dụ như là mọi lúc mọi nơi. Đấy. Hay là trao giá trị, tạo niềm tin, đấy là chỉ một câu thôi nhưng mà nó vẫn là dạng text, tức là định dạng có thể đọc. Hoặc là có hẳn một cuốn sách, có hẳn một một tập sách nhiều nhiều tập khác nhau, một bộ truyện. Đấy, cũng có thể là một cái story, một câu chuyện ngắn, đúng không? Rồi, định dạng có thể nghe thì như tôi đã vừa hướng dẫn đó, các cái bản thu âm, phát thanh, truyền hình, âm thanh, sách nói, câu chuyện, vân vân đó, âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc. Đấy. Thế thì chúng ta muốn làm thương hiệu thì chúng ta có thể xây dựng bài hát, chúng ta nếu mà chúng ta có lợi thế về về âm nhạc, chúng ta biết chơi nhạc hoặc là chúng ta biết hát, thì đây cũng là một cái nội dung rất là tốt để chúng ta đưa lên podcast, chúng ta đưa lên các kênh radio ảo trực tuyến của chúng ta, hoặc là đưa lên các cái bài gọi là bài mashup, hoặc là những cái bài recover hay bài cover lại, đó rất là tốt và lượt xem, lượt view rất cao và họ cũng thích mình, và sau đó họ thích mình rồi thì mình nói là mình làm cho Mobifone, mình bán các dịch vụ này thì họ sẽ ủng hộ mình, họ sẽ mua hàng của mình, đúng không? Rồi, đấy, như tôi đã nói là các định dạng có thể xem thì có rất nhiều, từ truyền hình, phim ảnh, phim ngắn, phim dài, phim 3D, phim 2D, quay sự kiện, giải trí, vân vân, rồi MV, ca nhạc, đó. Nhưng mà chúng ta sản xuất cái TVC làm sao nó hiệu quả, nó hay, nó hấp dẫn, rất là quan trọng, đúng không? Rồi, các định dạng hình ảnh, từ ảnh chụp, ảnh đồ họa, ảnh kỹ thuật số, ảnh infographic, ảnh động, ảnh chế. Chúng ta có thể là Mobifone có thể tạo ra một cái bộ ảnh chế, hoặc là Mobifone có thể là thuê những cái bạn phát triển nội dung dạng là các cái dạng là các cái người làm truyện, comic ấy, tức là truyện hoạt hình ấy. Chúng ta ngày xưa chúng ta hay đọc truyện Doraemon, hay là truyện Bảy Viên Ngọc Rồng, hay rất nhiều các cái truyện của Nhật. Thì bây giờ
chúng ta muốn phát triển nội dung, chúng ta có thể thuê họa sĩ vẽ comic và phát triển câu chuyện của chúng ta, hoặc là các cái bộ ảnh chế mimi, hoặc là các bộ sticker gửi trong Zalo. Đấy, nhưng mà người ta sticker là sticker riêng của Mobifone, nhận diện cái con nhân vật, nhận diện cái hình ảnh riêng, đúng không ạ? Vâng. Game. Đấy. Ok, tiếp tục, đó là cái kênh phân phối, kênh phân phối của các cái định dạng này, nội dung sau khi mà chúng ta giả sử mà chúng ta đã phát triển xong thì nó gồm có những cái kênh phân phối như thế nào. Thì kênh phân phối chính quan trọng nhất đó là các kênh social media, hay còn gọi là các mạng xã hội. Đấy, các mạng xã hội, thí dụ cụ thể chúng ta đã được biết là từ Facebook, YouTube, website, Zalo, TikTok, thì đấy là, hoặc là Instagram nữa, đấy là những cái công cụ tốt tại thị trường Việt Nam. Thế còn nếu mà mở rộng ra thị trường thế giới thì nó có vô vàn các công cụ nhá. Trung Quốc lại là một kiểu, Facebook thì là Việt Nam, Mỹ. Thế nhưng mà nếu mà sang Mỹ thì lại có thêm là LinkedIn mà Việt Nam ít dùng lắm, hay là Pinterest cũng rất là ít dùng, hay là Twitter cũng rất là ít dùng tại Việt Nam. Đấy, tùy vào cái thị trường chúng ta phát triển, đúng không? Nên nếu mà tập trung tại Việt Nam thì các bạn tập trung vào tôi Facebook, Zalo, YouTube, TikTok và website cá nhân. Đấy, thì năm cái nền tảng này là chính, hoặc là email, hoặc là báo chí, hội nhóm, thì nó có quá nhiều kênh, đúng không? Bạn nên tập trung vào một số kênh hoặc thậm chí là một kênh thôi cũng được nha. Và bạn phải có kế hoạch phát triển nội dung cho nó, gọi là content schedule, có kế hoạch phát triển nội dung. Đấy. Các kênh Facebook, các kênh Zalo chúng ta đã được học rồi, kênh email đã được học rồi, sale web cũng đã được trao đổi rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ cần phải tạo ra những nội dung như vậy. Đấy. Thế thì các cái nội dung mà để thu hút tương tác cho fanpage, cho Facebook cá nhân thì nó gồm những cái dạng gì? Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là thứ nhất là chúng ta sẽ nên tạo ra những nội dung dạng các câu đố, dạng câu đố mẹo, ví dụ như là tiếng Anh nó gọi là quiz game, điền vào chỗ trống, hay là ở trên mạng nó hay chơi là ví dụ như là một con chó cộng một con gà thì bằng 10, hai con chó cộng hai con gà thì bằng bao nhiêu, thế thì bạn sẽ điền vào đấy tương rồi giải đố, rồi thì đi tìm các cái kho báu, rồi thì mê cung giải cứu. Đấy, rồi thì có những cái dạng tương tác là ảnh nó chạy chạy chạy, ảnh nó chạy chạy chạy, sau đó là mình chấm chấm chấm, nhiều lắm, rất nhiều cái cách, tức là để tăng cái sự thu hút, tăng cái sự tương tác, thì chúng ta sẽ tạo ra những nội dung có khả năng tương tác. Đấy, ví dụ như các cái nội dung đố đố mẹo, rồi thì nó phải đơn giản nhá, riêng đã làm nội dung đố mẹo thì nó phải đơn giản, chứ đừng làm phức tạp crazy đau hết cả đầu lên, nó không thích. Vui vui nhẹ nhàng hài hước, sexy một chút, hấp dẫn một chút, đúng không? Sexy ở đây là có nghĩa là nó đẹp, nó hấp dẫn nhé. Và có yếu tố ở đây là có yếu tố về sắc đẹp, đúng không? Thì người ta sẽ rất là thích. Hoặc là đấy, trên mạng làm những cái toán học 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, ví dụ thế, thì 10 cộng 10 bằng mấy? Nó là cái những cái dạng như vậy. Hoặc là điền vào chỗ trống, đúng không? Đấy. Hoặc là các cái fanpage lớn ấy, họ thường hay làm là gì? Hãy kể về người yêu đầu tiên của bạn. Đó. Hãy kể về sự cố xì dép của bạn. Hay là top 10 việc bạn nên làm, đúng không? Đấy. Đấy. Kiểu kiểu như thế sẽ bắt đầu những mọi người ta comment, comment. Thế thì cái page của nó có hàng nghìn, hàng chục nghìn lượt tương tác. Đấy. Thì đối với Mobifone tổng hoặc là Mobifone của các cái tỉnh hoặc là các đại lý lớn thì các bạn nên phát triển nội dung theo cái gợi ý mà tôi nói. Đấy, tức là nội dung có khả năng tương tác, nội dung thu hút tương tác. Chứ còn ví dụ là tôi nói ví dụ bây giờ bạn đưa ra một cái ảnh, một cái gói data là được bao nhiêu mê rồi thì tốc độ như này như kia, thế là gần như là người ta xem xong là người ta không tương tác gì cả. Đấy, thế thì chúng ta sẽ phải có cái việc là phân chia cái tỷ lệ đăng nội dung về về sản phẩm và dịch vụ và tỷ lệ đăng nội dung về giải trí cộng đồng để thu hút khách hàng. Đấy là một cái nguyên tắc rất là quan trọng trong trong việc phát triển content. Thí dụ như là bây giờ mình sẽ tạo ra một cái nội dung mà
đưa sản phẩm của Mobifone vào và sau đó thì thu hút tương tác của người ta. Đấy. Hoặc là những cái nội dung hướng tới những cái tương tác rất mạnh, đúng không? Ví dụ như bây giờ là gì? Học sinh cấp 3 chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thế mình làm một cái nội dung là nếu bây giờ được lựa chọn lại thì bạn sẽ chọn học ngành nào? Đấy. Hay là nếu như bây giờ được lựa chọn lại bạn có muốn là được 3 năm cấp 3 bạn sẽ tập trung hay không? Đấy. Thay là tức là để làm gì? Để cho khách hàng người ta có cái câu trả lời họ sẽ lao vào tương tác. Hay là đến lúc mà báo điểm, đúng không? Hãy cho tôi biết điểm của bạn năm nay là bao nhiêu và bạn có đạt được ước mơ của mình hay không. Thế là mọi người mới lao vào, mọi người comment, ồ, tôi được 30 điểm, tôi được 28 điểm, tôi được 50 điểm, tôi được 70 điểm, ví dụ thế. Và tôi đã đạt được ước mơ, thì có người không, có người có. Thế thì như vậy tương tác trên fanpage nó cực kỳ tốt. Và nó tốt như vậy thì mới là làm nội dung nó phân phối được, nó hiệu quả, đúng không? Rồi, nó đây là các ý tưởng, các định dạng, các kiểu để chúng ta có thể phát triển nhé. Thế còn nó phụ thuộc rất nhiều vào trải nghiệm và tư duy và sự sáng tạo và các cái yếu tố về 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 sự gọi là bùng nổ, sự điên rồ của chúng ta. Đấy, và trong cái khuôn khổ mà định vị thương hiệu cho phép. Đấy, nhiều khi chúng ta muốn làm những cái bùng nổ nhưng mà thương hiệu lại không cho phép. Đấy. Thế thì các bạn có thể nhìn thấy đây là hãng Walmart, đúng không ạ? Walmart là một cái hãng siêu thị, một cái chuỗi bán lẻ siêu thị rất là lớn của Mỹ. Họ, các cái nhà phát triển nội dung của họ là content creator đấy. Họ làm cái nội dung rất hay như này. Tức là tăng tương tác bằng cách là ép share hoặc ép like. Vâng. Nếu bạn thích cái bánh bên trái thì hãy bấm like. Và nếu bạn thích cái bánh bên phải thì hãy bấm share. Đấy, và chúng ta nhìn thấy không? Một cái bài của Walmart. Đấy, thế là chúng ta nhìn thấy là có 21.000 lượt share. Đấy, và có 293.000 lượt thích. Đấy, kèm theo khoảng 10.000 lượt bình luận. Đấy. Thế thì rõ ràng là cái cách người ta làm nội dung nó rất là thông minh. Dù bạn like hay dù bạn share hay bạn comment thì là cái fanpage của bạn đều được lợi, cái thương hiệu của bạn đều được lợi. Đó. Thế thì tương tự như vậy bạn cũng sẽ làm, đúng không? Bạn cũng sẽ làm những hình ảnh liên quan đến sản phẩm, liên quan đến dịch vụ của Mobifone, bạn đưa vào đây. Bạn thích cái gói cước A thì bấm like, bạn thích cái gói cước B thì bấm share, đúng không? Bạn thích cái dịch vụ A thì bấm like, thích cái dịch vụ B thì bấm share. Hoặc là mình có thể làm 3, làm 4. Đấy, mình chia cái hình tròn, chia làm 3 phần ra, đúng không? Nếu bạn thích cái dịch vụ 1 thì bấm like, thích cái dịch vụ 2 thì bấm share, thích cái dịch vụ 3 thì hãy comment. Và dù cách nào thì mình đều đang kêu gọi hành động và tăng tương tác cho sản phẩm và dịch vụ của mình, fanpage của mình, nội dung Zalo, TikTok của mình đều tốt. Đó. Nha. Các kênh phân phối thì chúng ta đã thấy rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta đang nói về cái cách làm nội dung tăng tương tác để bán hàng, để thu hút khách hàng. Ok. Và đây là một cái gợi ý nhỏ. Đấy. Thế còn sau đấy là các bạn phải sáng tạo chứ. Bây giờ các bạn lại bảo là thưa thầy là theo em thì em phải làm gì thì nó rất là khó cho tôi bởi vì tôi không có đủ thời gian để mà hướng dẫn hết, đúng không? À, mình nhìn vào đây là rất là hay, nó cứ chơi như này, nó chơi như này thì chúng ta sẽ làm live versus với share. À, thì Mobifone tổng, Mobifone đại lý, rồi Mobifone các tỉnh, rồi các cộng tác viên, các anh chị và các bạn làm nội dung có thể làm như thế này. À, hay là ví dụ thầy Phan Anh, đúng không? Thầy Phan Anh đưa một cái ảnh mặc quần ngủ, áo ngủ ở nhà với lại một cái bộ siêu rất là đẹp đấy, và thầy hỏi là thế thì like thì thích cái bộ ngủ mà share thì thích cái bộ xui, thế là ok hãy hãy làm đi đấy. Hay là một cái khuôn mặt biểu cảm, hay là một cái video trước, một cái video sau đấy, rất nhiều cách để chúng ta có thể làm. Ok. Tiếp theo đó là dạng các cuộc thi, bởi vì các cuộc thi thì rõ ràng là họ sẽ phải gửi nội dung cho chúng ta thi viết, thi làm hình ảnh, thi like share để xem ai like nhiều hơn, share nhiều hơn, thi video xem lượt xem nhiều hơn, hay là thi kết hợp online với offline, ví dụ như là cuộc thi chạy của Mobifone. Dạo này gần đây thì các cái doanh nghiệp có vẻ như là hướng tới yếu tố cộng đồng và sức khỏe nhiều nên là hay tổ chức các cái giải chạy, có vẻ là được được đông đảo công chúng là tham gia và cũng được cái tiếng tăm về mặt thương hiệu rất là lớn, bởi vì là nó đánh đến yếu tố sức khỏe tốt cho khách hàng. Thì chúng ta có thể tổ chức. Trước đây thì các cái
các cái cuộc thi chúng ta có thể kết hợp các cuộc thi online, ví dụ như là hãy chia sẻ về số điện thoại đầu tiên của bạn, vì sao bạn chọn số đấy, đúng không? Hãy chia sẻ về kỷ niệm của bạn với Mobifone, hãy chia sẻ về tình yêu của bạn đối với Mobifone, hay là hãy chia sẻ về cái kinh nghiệm khi mà bạn xin việc, kinh nghiệm khi mà bạn yêu đương, rồi thì chăm sóc đứa con của mình. Rất 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 nhiều các cuộc thi. Chúng ta có thể tổ chức cuộc thi theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm, với một cái tập đoàn lớn và với một cái các cái quy mô ở các cái mức độ khác nhau, thì chúng ta sẽ có ngân sách khác nhau để làm các sự kiện, các cuộc thi. Tất nhiên các cuộc thi thì chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là chúng ta sẽ chọn cuộc thi gì, hướng tới đối tượng khách hàng nào và sẽ thu được những cái gì. Thí dụ như là chúng ta thu được lượt quan tâm rất lớn, hàng trăm nghìn, hàng triệu người tham gia và có hàng triệu lượt xem, thì đó là một cái chiến dịch được đánh giá là thành công, đúng không? Và ngân sách của chúng ta như thế nào đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể là tạo ra các cái thử thách, tiếng Anh nó gọi là challenge, tức là các cái dạng 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 thử thách. Ví dụ như là ở nước ngoài cách đây vài năm nó có một cái thử thách rất là hot, đấy là dội nước đá lên đầu. Thế thì Mobifone có thể phát động cái thử thách đó, cho một cái xô nước đá vào, sau đó là đứng dội lên, thử thách là giống như là tôi dám làm. Nó hơi stupid một chút, hơi ngốc nghếch một chút, nhưng mà mọi người lại thích, mọi người thấy lạ, đúng không? Những cái thử thách nào đó thì cũng cũng phải cần phải cân nhắc, bởi vì là có thể nó sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu. Đấy, không phải cái trò stupid nào mình cũng cũng có thể làm được. Nó có thể rủi ro dẫn đến scandal, dẫn đến crisis, tức là khủng hoảng về thương hiệu. Thì chúng ta chọn những cái thử thách nào đấy, ví dụ như thử thách về sức khỏe, tôi nghĩ rất là tốt. Ví dụ như là hãy tham gia vào 30 ngày liên tiếp các bạn chạy, và bây giờ các app điện thoại nó như là Strava hay là Apple Health thì nó đều có những cái đo lường cái bước đi, bước chạy của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta có thể đo lường là số km chạy của bạn trong một tháng. Đấy, số km chạy của bạn trong một tháng. Đấy, thế để làm gì? Để ai mà chạy nhiều nhất thì Mobifone tặng quà. Đấy, cái challenge như thế cũng rất là hay. Đấy, challenge 21 ngày, challenge 30 ngày chạy. Thì hôm sau đấy cũng có thể là ra challenge là tiêu thụ calo, hay là hãy khoe body của mình đẹp. Ví dụ như phụ nữ thì body đẹp là đây là ví dụ như không có mỡ bụng, đúng không? Đấy, số đo 3 vòng đẹp. Đấy, cũng rất là tốt, bởi vì đó là đánh vào cái yếu tố mà sức khỏe, sắc đẹp. Đấy, những cái challenge như vậy, tức là cái thử thách, những cuộc thi thì sẽ thu hút được tương tác và mọi người sẽ tham gia và nâng cao nhận thức của mọi người về sức khỏe. Thế còn ví dụ như là mình làm về môi trường, mình làm về những cái này cái kia thì cũng được, nhưng mà thực ra với cái nhận thức của khách hàng hiện nay về môi trường, về những vấn đề khác thì nó chưa mạnh. Thì đấy là một cái gợi ý cho các bạn, đúng không? Hoặc là các bạn có thể phát triển những cái nội dung dạng live stream, trả lời câu hỏi, live stream hỏi đáp, live stream kết hợp với sự kiện, live stream kết hợp với âm nhạc, live stream kết hợp với, tức là phát triển những cái series video live stream tư vấn, phim ảnh, rồi giải trí đều được. Bởi vì fanpage chúng ta có, YouTube chúng ta có, TikTok chúng ta có, và chúng ta có thể phát triển những cái series như vậy trên các cái kế hoạch content của chúng ta, đối với bất kỳ một người bán hàng nào, hoặc là đối với các đại lý và tổng công ty, hay là đối với các cái nội dung khác mà chúng ta có thể ưu tiên. Vâng, tiếp theo đấy là chúng ta có thể phát triển những cái định dạng nội dung, đó là có thể bắt sóng được xu hướng, tiếng Anh nó gọi là trending, hot trending, tức là ví dụ như thời điểm này có cái vụ gì hot, chẳng hạn như là MV của Sơn Tùng nó bị cấm, đúng không? Thế thì chúng ta cũng có thể viết nội dung về cái chuyện đó, chúng ta cũng phân tích là tại sao cấm, có nên cấm hay không, tác động của nó như thế nào. Đấy, rồi đóng vai trò tôi là một phụ huynh thì tôi có nên cấm hay không, đóng vai trò tôi là một cái người nhà nghiên cứu về văn hóa tôi có nên cấm hay không. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi những cái nội dung mà bắt sóng gọi là theo tính thời sự nóng của mạng internet, gọi là hot trend ấy, thì cái bài viết của chúng ta, cái hình ảnh của chúng ta nó có xu hướng sẽ được
đánh giá cao sẽ được đón nhận, bởi vì nó đang nói về một cái vấn đề rất nóng, đúng không? Bây giờ là cuối tháng 5 tôi đang làm video này, thì ví dụ như mấy một hai ngày đây thì nó có một cái sự kiện khá nổi bật, đó chính là chúng ta có một cái vụ việc là cái sự bắt nạt học đường ở một cái trường quốc tế, đúng không? Thế thì chúng ta là người bán hàng của Mobifone, nhưng chúng ta lại hoàn toàn có thể chia sẻ là vậy thì với vai trò là một phụ huynh thì bạn đánh giá như thế nào về cái vấn nạn bắt nạt học đường? À, ví dụ như là bạn không ủng hộ, bạn không đồng tình, đúng không? Thì lý do của bạn là gì? Bạn đưa ra như này, rồi bạn đã dạy dỗ con bạn bằng cách nào? Đấy, mà ví dụ như là để không được đánh bạn, rồi khi bị bạn đánh thì chúng ta phải làm gì, đúng không ạ? Hoặc là đấy là đối với học sinh, còn đối với phụ huynh thì chúng ta có những quyền hạn gì và chúng ta có những cái cách thức gì để chúng ta làm? Đó, các bạn hiểu ý không ạ? Thì khi mà chúng ta đưa lên như vậy thì rõ ràng rằng là cái nội dung đó nó sẽ được thu hút, được đón nhận, bởi vì nó chính là cái việc mà chúng ta sẽ thể hiện những cái thông tin đa chiều. Đó. Còn ngoài ngoài những cái thông tin chúng ta bắt sóng và chúng ta kết hợp, bắt sóng nhưng phải kết hợp với sản phẩm và dịch vụ của mình, đúng không? Thí dụ như là bóng đá, bóng đá thì chúng ta không phải cái cách kết hợp là không phải là Việt Nam đá với Đông Timor thì chúng ta giảm nạp giảm 20% giá trị thẻ nạp, không phải thế, mà chúng ta phải có thể là có những cái bài viết sâu về đất nước Đông Timor, về con người Đông Timor, về văn hóa Đông Timor trên fanpage của Mobifone để cho người ta hiểu và có thêm kiến thức, đúng không ạ? Và người ta rất rất là thích. Và tất nhiên chúng ta sẽ cài cắm, tìm cách cài cắm hợp lý về cái sản phẩm và dịch vụ, và chúng ta vẫn có thể khuyến mại cho khách hàng của chúng ta, ok. Chứ còn nếu mà chúng ta làm một cái hình này rất đẹp, rất là đẹp, tôi khẳng định là rất đẹp nhá, ngay ngắn rồi, có ý tưởng rồi, thế nhưng mà cái tương tác của nó thì tôi nghĩ là không tốt, bởi vì tôi đã xem cái ảnh này rồi, tương tác nó không tốt, bởi vì cái nội dung này nó là một nội dung mà nó thiếu tính tương tác, đúng không ạ? Nó thiếu tính tương tác. Thí dụ như bây giờ mình sẽ làm gì, cái Việt Nam mà Đông Timor, đúng không? Bây giờ các bạn hãy dự báo kết quả, các bạn hãy dự báo kết quả, và 100 người dự báo kết quả đúng nhất hay 1.000 người dự báo kết quả đúng nhất theo thời gian, không chỉnh sửa nội dung comment, thì Mobifone sẽ tặng gói cước, Mobifone sẽ tặng tiền, Mobifone sẽ tặng dung lượng. Tôi lấy thí dụ như vậy, tôi lấy thí dụ nha. Tôi không có quyền quyết định về việc là các bạn phải làm gì, nhưng với tư cách là một người chuyên gia về giảng dạy hướng dẫn cho các bạn thì tôi hướng dẫn, tôi gợi ý như vậy, thì cái nội dung nó sẽ có tính tương tác mạnh và sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, đúng không? Đó. Nhà nội dung bắt sóng xu hướng thời sự, xu hướng giải trí, xu hướng xã hội đang quan tâm. Ví dụ như ngày hôm nay mưa rất lớn ở Hà Nội, đúng không ạ? Mưa rất lớn. Thế thì một người có thể là người ta đã Photoshop cái hình ảnh mưa giống như là biển, đúng không ạ? Màu xanh, cây cối thì nắng đẹp, mọi người mặc đồ đi ra ngoài bơi, một cái ảnh chế vui vui đấy, thì ngay lập tức là cái lượt quan tâm trong ngày hôm nay và ngày mai rất cao đó. Hoặc là bạn cũng có thể lại sáng tác một cái bài hát, một cái đoạn nhạc, ví dụ như là Hà Nội mùa này thì phố cũng như sông đấy. Thế thì rõ ràng là một cái bài hát trong cái thời điểm như vậy nó cũng rất là vui, rất là vui, và mọi người sẽ đón nhận nó. Đấy chính là cách mà chúng ta sẽ tăng được lượt theo dõi, cái cách mà chúng ta sẽ thu hút được khách hàng quan tâm và lắng nghe chúng ta nhiều hơn. Tất nhiên trong cái khả năng chừng mực về văn hóa, về chính trị, về pháp luật nhá, chứ không phải là cái gì chúng ta cũng làm được đâu. Đấy, chúng ta làm sai, chúng ta chế, chúng ta châm biếm không phải là lúc nào cũng là tốt đẹp nhá. Đấy, chúng ta nhớ rằng nó có cái ranh giới của nó cũng đôi khi cũng rất là mong manh. Ok, tạm như vậy để chúng ta kết thúc cái video bài học này ở đây. Video bài học tiếp theo thì tôi sẽ trình bày tiếp với các bạn một số những cái nội dung của cái phần này. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo.